Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước sang năm mới 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm, đặc biệt là các tuyến đường ở xung quanh cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay sau khi chính quyền địa phương vận động, hầu hết các hộ dân dù bị ảnh hưởng bởi các dự án này, thế nhưng vẫn đồng thuận chủ động tháo dỡ nhà của mình cũng như là bàn giao mặt bằng sớm cho các đơn vị thi công. Đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, cửa ngõ mới của sân bay Tân Sơn Nhất, hầu hết các hộ dân đã bàn giao mặt bằng. Toàn bộ cột điện đã được tạm di rời vào sát lề đường mới mở rộng. Đợi khi toàn bộ 100% hộ dân bàn giao mặt bằng để thi công mở rộng đường, sẽ ngầm hóa hệ thống điện nước. Sau gần một năm triển khai, có 151 hộ dân phải tháo dỡ một phần nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đây là căn nhà cuối cùng đang chuẩn bị để tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Theo tiến độ thì khoảng cuối tháng 12 này, tuyến đường Hoàng Hoa Thám của quận Tân Bình sẽ sớm được hoàn thành để đưa vào sử dụng. Hy vọng với sự đồng thuận của người dân, các công trình trọng điểm về giao thông của quận Tân Bình cũng như là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm được triển khai thi công theo đúng tiến độ. Tôi luôn hình dung là cuối năm nay mình được đi trên cái con đường Hoàng Hoa Thám mà mình đã sống mấy chục năm này, một con đường nhựa phẳng đẹp mới, kết nối vào cái trục chính mà trước nhà ga, lưu thông của cái khu vực này sẽ được thông thoáng. Quận Tân Bình cho biết, đa số người dân đồng thuận cao, tự nguyện tháo dỡ một phần nhà cửa, bàn giao mặt bằng. Một số trường hợp người dân chưa chấp thuận được địa phương tuyên truyền vận động, thậm chí phải cưỡng chế tháo dỡ. Nhờ việc sớm bàn giao mặt bằng để thi công, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh như mở rộng tuyến đường Trần Quốc Hoàn, Hoàng Hoa Thám, bàn giao mặt bằng đường Trường Chinh cho tuyến metro số 2. Tân Bình cũng tiếp tục bắt đầu thực hiện chuyển qua cưỡng chế thu hồi đất của cái dự án metro đối với 4 trường hợp còn lại. Hy vọng sau cái đợt cao điểm của Tân Bình làm như vậy thì các dự án trọng điểm trên địa bàn Tân Bình thì nó đẩy nhanh được hơn nữa. Vận động của chính quyền thì người dân cũng đã đồng thuận để hướng tới là 31 tháng 12 này là con đường Hoàng Hoa Thám này thì sẽ không còn bụi bặm như vậy nữa. Và đây là cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đường Hoàng Hoa Thám và đường nối Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa khi hoàn thành, ngoài kết nối trực tiếp vào nhà ga T3, dự kiến hoàn thành cuối năm nay, giúp phá thế độc đạo của đường Trường Sơn ra vào sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời giảm ùn tắc cho quận Tân Bình nối đi các quận trung tâm.